Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Theo yêu cầu của mấy anh bạn tôi trong cái dịp về với Hải Hậu ở Nam Định, có nhờ tôi kết nối và tìm cho các anh những người có thể đảm nhiệm những cái việc mà làm kỹ thuật bonsai. Cụ thể hơn nữa là làm những cây tạo phôi, tạo dáng, tạo bông tán để có được những cái tác phẩm đẹp. Không chỉ có xanh mà còn có thể làm được tùng la hán và các dòng cây khác. Thì tôi đã tìm đến địa chỉ. Đây là gia đình của một anh cũng rất là yêu nghề và đã đi làm được nhiều nơi rồi. Thì vừa qua Đỗ Sinh cũng có nhờ anh tham gia một số vườn của gia đình nhà bạn tôi. Và anh đã làm rất tốt. Đấy. Tôi làm một cuốn video này chia sẻ với các bạn. Đó là anh Trần Dậu. Vâng, chào anh Trần Dậu nhé. Vâng, chào chú. Vâng, Vâng, chào chính chú anh ạ. Trần Dậu Vâng. đây mà đã hỗ trợ Đỗ Sinh được 4 nhà vườn ở trên khu vực từ Hòa Lạc cho xuống đến Sơn Tây và bên Phú Thọ. Đây là cái địa chỉ của gia đình anh Trần Dậu và số điện thoại để chúng ta liên hệ khi chúng ta có cái nhu cầu cần những người có tay nghề làm cây cảnh, làm dựng lên những cây phôi và hoàn thiện những tác phẩm từ tay chi cho đến bông tán. Đó là thương hiệu làng nghề cây cảnh Đông Thành. Chủ nhân, người đảm nhiệm những cái công việc đó là anh Trần Dậu, địa chỉ xóm 7 Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định. Đây là số điện thoại 0978233 0973 7378. 73 Ôi, nó in cái mặt vâng sau ra giống cái vâng số 8 thế. 0973 0973 này. 233 233 235. vâng Anh in cả hai phía đúng không? dạ vâng Cho nên nó vâng đè vào nhau. vâng Đấy, bên này cũng thế. Mới đọc cứ tưởng là 78. 0973 233 235. Rồi. Vâng, đây là cái tác phẩm mà anh có đặt tên là Khát Vọng Vươn Lên. Rồi. Đỗ Sinh giới thiệu cái tác phẩm này luôn cho anh em chúng ta cùng nhau thưởng thức. Sau đó thì qua cái cuộc chơi tại sân vườn nhà mình, nếu chúng ta có cái nhu cầu cần trợ giúp bằng kỹ thuật làm cây thì anh Trần Dậu sẽ là cái địa chỉ để chúng ta tìm đến. Và tôi hiểu cái nghĩa anh đặt khát vọng vươn lên rồi. Chúng ta quan sát cái đường đi của thân chính của cây xanh này. Đây là bệ gốc. Bệ gốc rất là vững chắc, đế rất lớn để cho các con cháu có cái chỗ dựa. Đúng không? Thế nhưng mà trải qua đường đời, qua sóng gió, bão táp, qua cám dỗ về tất cả những cái mặt trong cuộc sống. Thì có một thời gian cuộc sống rất khó khăn, đã phải dùng cái từ thế này này, đây này, vị trí này này, gần như không thể lên được nữa, với đi xuống gần đến đáy rồi, nhưng mà vẫn vươn lên, vẫn trở lại cái vị trí ban đầu, đó là khát vọng. Mà cái vươn lên ấy, là chúng ta thấy cái điểm vươn lên ấy, gần chập với cái điểm mà cao nhất của cái phần thân phía dưới, chỗ mà phải gục xuống để nối tiếp từ đây đưa lên. Chứ không phải là vươn lên nhưng mà cái chỗ vươn lên lại ngoẵng ra chỗ khác mà vào trở lại về đây vị trí gần như là một. Cũng hay nhỉ. Vâng, chơi cây cảnh nghệ thuật nó có tính giáo dục rất cao ở cái chỗ đấy. Khát vọng vươn lên. Ai cũng đều có khát vọng vươn lên hết. Chứ không phải chúng ta đã vấp ngã mà chúng ta mới vươn lên. Trên con đường bằng phẳng, gặp rất nhiều những cái thuận lợi trong cuộc sống nhưng vẫn phải vươn lên. Tôi cũng thấy anh đặt cho cái tên tác phẩm này quá là
hấp dẫn. Đó là những cái sản phẩm của chủ nhân Trần Dậu. Thế còn về kỹ thuật chia tay bông này, chúng ta nhìn những cái điểm đường đi của tay răm phía dưới. Đây là một cây cũng chưa được lâu năm về vấn đề tạo răm nhiều. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn chúng anh ấy chia những cái xương này. Đấy. Và cái chính là anh làm nó mỏng. Nó mỏng, nó bay tán là được. Đấy, rất mỏng. Sau này dày lá nữa thì nó mới tán, nó mới đẹp hơn và... Cái này còn 80%. Vâng, hoàn thiện 80%. Tác phẩm xanh có tên là Khát vọng vươn lên. Đẹp ấy. Được rồi. Chúng ta đến với một tác phẩm thứ hai. Ở trong vườn anh thì tôi thấy anh chỉ có vài cây thôi. Vài hoàn thiện và vài bệ phôi thôi. Nhưng mà cái chính ấy, chúng ta chia sẻ về dáng cây. Cốt yếu là cách làm cây và cái hiệu quả, cái hình ảnh, cái kết quả công việc của anh được thể hiện qua những cái tác phẩm này. Tác phẩm này anh có tên là Cây xanh dáng làng. Được rồi. Vâng, anh Dậu thì sẽ là người chúng ta có thể dùng từ gọi là trưởng nhóm. Bởi vì nhóm của anh có từ 5 đến 7 người. Nếu mà hỗ trợ kỹ thuật về những cái vườn lớn thì có thể anh sẽ điều thêm người đến từ 3 đến 5 người đến 7 người để làm cho khẩn trương nhưng mà vẫn đảm bảo về chất lượng. Và đây là hình ảnh từ xa nhé, vì những cái tác phẩm này anh kê gần nhà, tôi không muốn lên trên này để quay xuống mà tôi đứng chéo một chút để chúng ta nhìn, nhìn để cảm nhận được cái bông tán này. Đấy. Và đến một tác phẩm này nữa. Tác phẩm này thì anh làm chưa xong. Thứ nhất cái phần trên quả phúc này và một số những cái tay anh mới có vào thôi. Vào định vị thôi, chưa có gì là hoàn thiện cả. Nhưng mà tôi cũng đưa qua cái logo, cái biểu hiện của cây đó là cây trực siêu. Sao lại trực về siêu anh? Dạ vâng, bởi vì cái dáng nó không thẳng, nó nghiêng nghiêng và nó chẳng ra siêu mà nó chẳng ra trực và... Thế thì gọi là trực siêu và... Nhưng mà thực ra có siêu đâu. Và cái thân chính của nó thân cũng... chính này theo cái tâm vẫn kéo thẳng từ dưới bệ lên đến quả phúc mà. Và... Nó là trực lắc. Và... Trực lắc, trực lắc. Và... Trực lắc nó trực như dáng tùng thì nó khác là này, nó lắc các hướng. Và... Nó chuyển đây, nó chuyển sang bên này. Và... Nó lại chuyển sang bên này. Chứ không phải là trực siêu. Và... Nghe hai từ trực siêu nghe nó buồn cười lắm. Và... Trực là trực, siêu là siêu. Hả? Và... Rồi, ok. Đấy. Và đây nữa, một số những tác phẩm tầm nhỏ là chúng ta quan sát nhìn này. Đấy, đây. Đấy, một số những tác phẩm tầm nhỏ tôi đi lướt qua. Và ở góc đằng ở phía đầu nhà anh này với cũng có 3 cây nữa đúng không? Ta quay cây này thôi. Cây này có tên là cây xanh dáng hoành. Được rồi. Tay hoành chính là cái tay mà anh treo cái biển kia. Vâng, đó là cây xanh dáng ngoảnh. Và tôi chiếu lại một cái biển lần nữa, cái biển này rõ cái số điện thoại hơn của anh Trần Dậu. Đây, đấy. Đấy, số điện thoại đây.
Vâng, mấy hôm nay thì mưa, các anh nghỉ việc đúng không? Vâng, mưa cho nên là mọi công việc phải dừng lại hết ạ. Vâng. Mấy hôm nay mưa thì các anh nghỉ, thế vừa rồi trước cái thời điểm này thì những cái hôm nắng này anh làm ở đâu anh? À, báo cáo với chú là hôm trước thì chúng cháu sang bên Giao Thủy. À, Giao Thủy. Làm ở bên Giao Thủy rồi. Một vườn, bên này bên Kim Sơn là hai vườn nữa. Kim Sơn là Ninh Bình à? Vâng, 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 đấy là Ninh Bình. Còn Giao Thủy thì Nam Định. Vâng. Ok. Còn về cơ bản thì thời gian vừa rồi thì đầu năm thì cái lượng hàng mà anh em cháu nhận ở trong huyện thì tương đối nhiều. Vâng. Nên là chủ yếu là giải quyết trong huyện, còn ra ngoài thì có hai huyện đấy. Rồi. Vâng. À, như vậy với cái hình ảnh một số tác phẩm cũng như là chúng ta đã đến tại vườn thăm và giao lưu gặp gỡ với anh Trần Dậu, một người có nghề làm kỹ thuật về bonsai. Cuốn video này mục đích Đỗ Sinh cũng giới thiệu với anh em chúng ta, ngoài những tác phẩm trên, đó là nội dung chính, là nội dung là giới thiệu với các anh đây là một người mà chuyên có thể đáp ứng được nhu cầu các bạn cần những người tạo dáng bonsai ngay tại vườn nhà nhá. Rồi. Cây nào nữa? Cây lớn ở dưới đất này à? Chỗ quây gạch à? À dạ, đang xây dựng cái cây lớn thế. Đây à? Cháu đang làm lũa thân, làm lũa thân đi nó còn dính có một tí cái phần thân chính thôi. Cháu đặt tên nó là Lão Tùng. Lão Tùng. Vâng. À. Ông lão cho nên là già hom hem. Ừ. Lão Tùng thì cái bóng dáng cây xanh của anh nhá, nó phải liên quan đến dáng của cây tùng. Vâng. Chứ không phải là dáng của cây xanh. Nó phải cái dáng buột đột phá thì anh mới đặt là Lão Tùng được. Nó có chữ Tùng ở đấy mà không liên quan gì đến cây Tùng thì không được đâu. Đấy. Còn cái Lão thì chẳng qua là anh muốn đục lúa cho anh làm già, tức là già thành Lão thì nó không quan trọng. Đấy, nhưng mà bóng cây Tùng nó phải nằm trong bóng cây xanh. Cái ví dụ như là cái tay uốn người ta làm cây khế dáng Tùng. Đấy. Cây mai chiếu thủy dáng Tùng, ví dụ thế chẳng hạn. Vâng, cây xanh Lão Tùng. Rồi. Anh tạo lũa cái vách kia cho xuyên thủng luôn để lấy một cái thân còn lại rất ít, tạo lũa táo bạo. Và phôi nào nữa? Vâng, tôi vẫn thích cái cây mà anh đặt là Khát Vọng Vươn Lên. À, đây chính là tác phẩm mà tôi thấy hài lòng nhất. À, có cái đường đi của thân xếp vào những cây thân quái, độc đáo. Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này. Xin chào các bạn và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Nếu chúng ta cần thiết phải có những người đến hỗ trợ về kỹ thuật bonsai, về bứt phá làm từ những cây phôi thành những cây có bông tán hoàn thiện, thì đây là cái điểm đến của các bạn. Anh Trần Dậu, xã Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định. Vâng, xin chào anh Dậu nhé.